Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một video để chỉnh sửa cho kênh YouTube của các bạn. Đầu tiên các bạn sẽ mở cho mình một trình duyệt lên, mở kênh vào của các bạn lên. Thì ở đây các bạn thấy rằng là kênh này của mình bây giờ hiện tại là chưa có hình ảnh đại diện này. Bây giờ mình muốn đổi tên kênh này thì mình sẽ làm như thế nào? Thì các bạn sẽ làm cho mình theo hướng dẫn như sau. Các bạn sẽ vào mình sẽ vào lại nhé. Đầu tiên các bạn sẽ vào trang YouTube này. Sau đó các bạn vào kênh của mình, vào YouTube Studio nhé. YouTube Studio. Sau đó các bạn sẽ quan sát này. Các bạn sẽ kéo xuống phần bên dưới phần kiếm tiền nhé. Đây, kéo xuống bên trái này nhé. Có phần tùy chỉnh này, các bạn bấm vào phòng phần tùy chỉnh này cho mình. Đó. Và phần tùy chỉnh này thì ở đây nó sẽ gồm có 3 cái phần. 3 phần này, một là bố cục, hai là xây dựng thương hiệu, ba là thông tin cơ bản. Đó. Thì bây giờ hiện tại các bạn muốn thay đổi hình ảnh đại diện và tên kênh thì các bạn sẽ vào cái mình đó là xây dựng thương hiệu. Đó. Thì cái đầu tiên nó là ảnh hồ sơ, đây là nó là cái ảnh này đây. Đấy. Thì các bạn sẽ làm cho mình như sau. Các bạn sẽ bấm vào cái chỗ chữ tải lên. Tải lên và các bạn sẽ tìm đến cái chỗ mà các bạn lưu cái hình ảnh kênh của mình nhé. Đây thì mình sẽ lựa chọn cái hình ảnh này. Đó. Đó. Đó, mình sẽ các bạn tải lên và các bạn sẽ điều chỉnh làm sao cho nó chỉnh đẹp. Ok. Hình ảnh biểu ngữ. Đó, hình ảnh biểu ngữ thì các bạn lưu ý là người ta yêu cầu đó là phải cái độ phân giải như thế này. Đó, thì bây giờ mình sẽ vào Google này. Đó, Google. Đó, các bạn sẽ tìm cho mình cái một cái hình ảnh nào đó tùy các bạn. Kích cỡ vào cho mình, quan trọng đến hình ảnh. Đó, đúng cái này chưa, mình sẽ tải nó về. Đó, cái này nó hơi mờ thì các bạn có thể lựa chọn hình ảnh khác. Ok, tạm thời mình cứ lựa chọn hình ảnh này nhé. Các bạn sẽ lưu hình ảnh vào. Đó, tải hình ảnh về rồi. Tắt đi. Đó, các bạn sẽ bấm vào cái phần chỗ hình ảnh biểu ngữ, các bạn bấm tải lên. Đấy, vào cái chọn hình ảnh chúng ta mới tải về ha, hình ảnh tải xuống. Mình đã lấy cái hình ảnh đúng rồi mà sao lại không được nhỉ? Là thử xem nhé, mình đổi hình ảnh khác. Vẫn không được. Ok, vậy mình sẽ đổi cái hình ảnh khác. Đây chẳng hạn. Các bạn tải về. Đó, ok. Thử thế nào. Được. Đó, ok. Đấy, đơn giản thôi. Bấm xong. Rồi, còn cái hình ảnh mờ cho video các bạn sẽ bấm vào đây và các bạn lựa chọn cái hình ảnh đại diện của kênh. Đó, như vậy thì các bạn thấy rằng là kênh của chúng ta đã được thay đổi này. Đấy, hình ảnh đại diện là cái này nhé. Đấy, hình ảnh biểu ngữ là nó sẽ vào cái phần YouTube. Còn đây cái khi người ta xem video thì cái hình ảnh này nó sẽ hiện lên. Thì đấy, và đấy là một số cái bước và các bạn sẽ bấm vào cái mục xuất bản, thế là xong nhé. Các bạn bấm vào xuất bản mình. Đó, các bạn bấm vào xuất bản và đợi khi nào nó bấm thành công là được. Rồi, ok. Đã áp dụng thành công. Đấy các bạn thấy không? Lúc này ảnh kênh của các bạn đã thay đổi này. Đấy, các bạn sẽ bấm vào kênh của bạn này. Đó, hình ảnh biểu ngữ đẹp chưa? Đó, tên kênh đây. Hình ảnh kênh đây. Đó, ok. Thì đấy là vừa rồi cách để chỉnh ảnh, để chỉnh sửa kênh cho nó đẹp mắt. Đó, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.